Dạ xin chào quý cô chú anh chị. Phía trước là con đường Tây Lân và hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà ở hiểm một sạc đường Tây Lân, Bình trị Đông A Bình Tân. Hẻm trước nhà là 5m. Nhà với diện tích là ngang 4 dài 13,5 được xây dựng kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu. Có 5 phòng ngủ nha quý anh chị. Nhà hướng nam và phù hợp với anh chị nào thuộc đông tứ mệnh. Khu vực Tây Lân này hiện đang quy hoạch rất là đẹp nha quý anh chị. Sẽ có một con đường rộng tầm 30m chạy băng qua đường 1A khu Vĩnh Lộc B. Lúc đó thì khu Tây Lân này sẽ rất là phát triển ha. Và con đường bờ kênh nó cũng đang làm này nha quý anh chị. Nhà này thì số riêng, hoàn công đầy đủ. Và giá căn nhà này là 5 tỷ 200 triệu. Giá này còn thương lượng nha quý anh chị. Ở đây thì chủ nhà có hai căn, hai căn y chang nhau luôn. Như anh em xin đôi vậy quý anh chị. Thì giá cả cũng bằng nhau ha, đều là 5 tỷ 2 hết. Nhà thiết kế xây dựng rất là đẹp ha, mẫu nhà này là mẫu nhà mới năm 2023 nha quý anh chị. Thì dưới tầng trệt thì chủ có trang bị cho mình một cái tủ. Tủ đó quý anh chị có thể trưng bày như ly hay là những cái đồ mà quý anh chị sưu tầm ha. Không gian phía dưới sẽ có bếp, bếp thì chủ trang bị cho mình là tủ bếp trên tủ bếp dưới rồi, đều là bằng gỗ nha quý anh chị. phía sau này là không gian giếng trời là khoảng không gian mà tất cả những căn nhà mà sổ riêng nó đều phải chừa ra nha quý chị thì đa số những căn nhà là đều là làm cái giếng trời phía sau này hết nhà rất là sạch và đẹp luôn căn này cũng mới xây ra nha quý chị Thật sự bây giờ mà mình mua miếng đất và bỏ một số tiền xây nhà, xây căn y chang này cũng tầm khoảng 2 tỷ ha. 2 tỷ và cộng với đất nữa. Đất là phải 3 tỷ rưỡi quý anh chị. Tính ra nếu mình mua căn nhà này lời hơn ha. Bởi vì thật sự những người chủ này họ có một đội ngũ xây dựng riêng á. Nên tất cả các thiết bị và các vật liệu quý anh chị đều mua chắc chắn sẽ rẻ hơn mình rồi. Nên nhà xây dựng rất là đẹp và giá bán cũng phải chăng. từ vị trí cái nhà này quý chị di chuyển ra quốc lộ 1A cũng rất là gần nha 300 m thôi quý anh chị trên tầng lửng này chủ cũng trang bị cho mình một cái kệ tủ luôn nói chung là không gian với tầng trệt và lửng rất là đẹp luôn nhìn sang trọng ha đây là trên tầng 1 quý chị thì trên này sẽ có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì có bồn tắm đứng nha quý anh chị thì từ không gian tầng 1 tầng 2 sẽ y chang nhau nha quý anh chị đều là hai phòng ngủ một nhà vệ sinh hết bên ngoài sẽ làm cho mình cái ban công nhỏ nữa tất cả những căn phòng này đều không có nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ nha quý anh chị thật ra có nhà vệ sinh trong phòng ngủ nó cũng tiện nhưng mà nó hôi lắm quý anh chị. Mình phải vệ sinh và mình phải xịt uh, khử mùi là thường xuyên. Còn không thì cái uh, cái, cái cống nhà vệ sinh nó bốc lên thì mùi rất là khó chịu nha. Đây là lầu 2 này quý anh chị. Trên lầu 2 này không gian y chang trên lầu một luôn. Phòng nhà vệ sinh đồ xây giống nhau nha quý anh chị. Chỉ có trên lầu 3 nó sẽ khác. Vì trên là ba nó chỉ có một phòng ngủ thôi. Cái phòng đó thì đa số mình đều là để làm phòng thờ nha. Bởi vì thực tế ra nếu mình có điều kiện á thì đừng bao giờ để cái phòng thờ nó ở dưới tầng dưới quý anh chị. Bởi vì ông bà tổ tiên là phải ở trên cao, phải ở trên đầu hết chứ không có ông bà tổ tiên nào ở dưới chân mình hết quý anh chị. Nhiều khi ở dưới phòng ngủ này kia thì cảm giác cái phong thủy nó không tốt nha. Còn đây để trên là qua Phía sau nó có một cái sân phơi Sân phơi thì rộng rãi nha quý anh chị Nói chung là nếu mình có điều kiện là mình mua những căn nhà này về ở là rất là sướng luôn Đây là căn phòng trên cùng nè quý anh chị Phòng này thì ra ban công rất là mát mẻ và thoáng nha Nhà ánh sáng rất là tốt nha quý anh chị Dạ em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em quý anh chị nào quan tâm cái điện thoại trực tiếp số điện thoại của em mới có phải màn hình đó dạ em xin cảm ơn hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau